Trời không mưa nhưng sân nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, thanh niên ra xem liền phát hiện nguyên nhân khó đỡ. Theo đó, nhà anh có cái sân thần kỳ, dù trời không mưa nhưng lúc nào cũng ẩm ướt, thậm chí có cả những vũng nước đọng lại và có mùi khá là đặc trưng. Nguyên nhân là kế bên khoảng sân có một cái cây, và trên cây lại có một đại gia đình nhà ve sầu đang trú ngụ. Ôi là trời, ve nó đái mà nó ướt cỡ này gì đó. Người coi ve nó đái kìa. Nè, để mình phóng to coi cho mọi người coi nè, đó. Ngoài việc cả đàn thi nhau hát những khúc nhạc êm tai mùa hè, thì những con ve còn thi nhau xem ai phun sương được nhiều hơn, khiến cho sân nhà anh chàng lúc nào cũng trong trạng thái ướt nhẹp. Thậm chí anh thanh niên còn cho thấy thật cận cảnh hoạt động của những chiếc máy phun sương chạy bằng nhựa cây này. Được biết hệ thống phun sương giải nhiệt của tự nhiên chính là một loại nước bài tiết của những con ve sầu, có mùi nồng nàn như nước tiểu. Một con thải xuống thì giống như giọt sương trên lá, nhưng mà một đàn thi nhau phun sương thì giống như là cơn mưa giữa trời trưa nắng hè, có thể làm ướt cả một khoảng sân. Đoạn clip sau khi đăng tải làm cho nhiều người được giác ngộ khi nhận ra sự thật phũ phàng về những giọt nước mát lạnh được phun ra từ những tán cây trong ngày hè nóng nực. Một vài chia sẻ được cộng đồng mạng để lại: vậy mà từ trước tới giờ đi ngang mấy cái cây, thấy nước rơi vô mặt mà cứ tưởng đâu là nước đọng lại trên lá rớt xuống. Cứ mùa hè đến đi làm dưới hàng cây bên đường, lúc nào tôi cũng được mấy con ve xịt khoáng miễn phí. Ve nó phun sương cỡ này thì tới đêm nó thi nhau hát là thức tới sáng luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.